cánh quạt nó gần xe lăn quá trời luôn. Trời. Cái gà cầm nặng. Gà nó giữ. Lúc đầu nó còn bọt dầu hay gì chưa, máy êm rít luôn. Đều dầu mỡ rồi đó. Có một tí hơi thừa luôn, cái lẩu hơi à. Quá nước nôi chật chội quá. Cái dàn búa nó thử là cái nó cầm ra nữa. Rồi, chung xin chào tất cả anh em nha. Đây cái chung làm cái video test theo yêu cầu của anh em này, tháo cái bơm của cái con 6D14 ra rồi, còn cái động cơ không nhá. Nó tẹt cái rombo chỗ này, không kín này. Máy test ok rồi nhé anh em. Dầu mỡ khúc đầu nó không có đều đều sau đó lên thì êm rồi nhé. Máy rất là êm luôn, heo bét. Ok hết, hơi thừa không có nhé. Máy dàn hơi rất là chuẩn luôn. Hơi hám ngon lành hết. Máy cam cơ êm nhé. Heo cơ, heo ti, gà cơ giới các kiểu này. Đây nè. Đây, cắm ống dầu vào là chạy thôi. Cái con máy hôm trước thì chung cũng có view lên rồi, anh em cũng nhìn thấy rồi. Làm cái video test nổ ngon lành để anh em xem thôi. Mitsubishi 6D14 nha anh em. Rồi, anh em có nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé. Máy cắt xe cuốc 05 ra. Này, tháo bơm ra rồi hết rồi này. Còn bánh đà trở về trước. Cái kẹp ống dầu này. Đề có sạc, có bơm trộn, không có dơ lắc nha. Máy thì không có rửa, để nguyên trạng luôn. Anh em có dùng, có ngay việc thì về rửa vệ sinh lại giúp nha.
lốc thì còn rất là liền lạc, mà nhìn nó sáng này. Sau đây 14 này. Rồi, Trung kết thúc video. Trung cảm ơn em đã xem video nhé.